Xin chào tất cả anh chị em. Ngày hôm nay chính thức là một ngày mà ông già Noel đã phát quà cho chúng ta với một cái sự mong mỏi chờ đợi từ rất nhiều ngày trước cùng hệ thống của Leona Stock. Thì ngày hôm nay chính thức là ngày mà ông già Noel đã cho chúng ta một cái món quà nho nhỏ nhân dịp Noel rồi anh chị em ha. Thì hy vọng rằng là anh chị em của chúng ta sẽ có cầm cổ phiếu để nhận được những cái món quà này. Và ngày hôm nay thực sự là một ngày tương đối là thoải mái tinh thần trong suốt những cái ngày mà thị trường nó gây áp lực từ những cái vùng bên đây, là bắt đầu từ đầu tháng 12 rồi. Bây giờ là đã đến cuối tháng 12 thì thị trường tiếp tục mới có những cái pha nó bứt phá lên, nó tăng điểm đâu đó được 14 điểm và trong phiên không hề có các trạng thái bị bán ngược lại, mà thậm chí các bạn sẽ thấy nó tăng từ đầu phiên đến cuối phiên. Ngay từ ATO thôi các bạn sẽ thấy rằng là nó đã bắt đầu nó kéo phái sinh rất là mạnh. Dẫn đến cái tình trạng đó là trong phiên thì nhiều người cứ nghĩ rằng là nó lên thôi, chốt toàn trụ không à, trụ kéo không à, thế chốt cổ phiếu ra. Nhưng đến cuối cùng thì trụ kéo nhưng thị trường cũng kéo, các cổ phiếu mid cap cũng có kéo. Đến cuối phiên ngày hôm nay các bạn sẽ thấy những cổ phiếu như Dick nó tăng đâu đó được phải 3%. Hay các bạn sẽ thấy cái sự tăng điểm nó tương đối là đồng đều trên toàn bộ thị trường, mặc dù ngày hôm nay là có kéo trụ một chút, nhưng tinh thần thị trường chung là đã có yếu tố tương đối là tích cực. Và ngày hôm nay chúng ta không còn thấy cái khối ngoại nó bán nhiều nữa. Thì các bạn sẽ thấy được một cái vấn đề, đó là nếu như mà chúng ta cứ bị những cái guồng xoáy của thị trường liên tục trong khoảng thời gian vừa qua, chúng ta gần như không kiếm được lợi nhuận. Và gần như các bạn bị xoáy theo thị trường cực kỳ nhiều mà không đem lại được bất kỳ một biên lợi nhuận nào hết. Thì thật ra trong những cái ngày vừa qua các bạn sẽ thấy chúng ta đã lên chiến lược cho nhau từ những cái ngày 20 rồi. Nên thật ra nhớ là từ ngày 20, đó là bắt đầu chúng ta đã lên chiến lược cho cái nhịp này. Bởi vì khi mà thị trường các bạn, ở đây này các bạn, ở đây chúng ta đã có những cái pha gọi là chúng ta đoán đúng được thị trường sẽ lên ở đây. Nhưng sau đó thị trường không bứt phá nổi lên 1140. Thì em cho bạn một cái chiến lược đó đóng xi măng luôn, không có bán ra nữa. Bởi vì sao? Thị trường của chúng ta chưa lên được bao nhiêu cả. Thành ra nào quyết định đóng xi măng. Và sau đó sao nữa? Ở những cái vùng nó rơi xuống, chúng ta có một cái kế hoạch rằng là thị trường nó làm theo những bước nào, chúng ta sẽ đi vốn ra sao, chúng ta sẽ mua bán như thế nào. Thì chúng ta cùng nhìn lại thử cái kế hoạch đó từ ngày 20 chúng ta trao đổi với nhau. Thì từ ngày 20 nay đã chia sẻ đó là Verni, đúng không? Verni nó có một cái trạng thái, đó là hôm qua sau khi ép chán chê nó có lực bật, được không? Tức là có một cái tín hiệu đầu tiên về thị trường đi lên, tín hiệu hồi phục. Sau đó thị trường sẽ có khả năng cân bằng lại. Trong cái quá trình này, nhiều dòng cân bằng trước sẽ có khả năng lên trước. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì chúng ta sẽ có một nhịp tăng về biên trên cho cả thị trường. Và anh chị em sẽ thấy gần như nó cho chúng ta, gần như đó là bạn nào có kênh Na thì gần như các bạn đang gọi là ôn trúng bài tổ luôn. Nó y chang. Ví dụ anh chị em sẽ nhìn thấy những cái ngày ở đây là ngày 18. Thì bây giờ anh chị em sẽ thấy từ ngày 18 đã chia sẻ cho bạn, đó là ép tâm lý pha phục hồi bất ngờ. Đúng không? Từ ngày 18 khi thị trường đang cắm xuống là nó bạn kiểu gì cũng có pha phục hồi bất ngờ. Bởi vì thị trường của chúng ta rất dễ bật. Bởi vì sao? Cái lượng cung nó quá bé đi thì nó chỉ cần kích một tí cầu là nó bật. Nhưng trước khi nó kích cho nó bật tăng thì chắc chắn nó phải ép cho bạn rớt hàng cái đã rồi tính. Rồi sau đó chúng ta lại có những cái trạng thái chia sẻ về cái góc độ của thị trường, là về gồng với bên trên, săn cổ vô sóng. Bởi vì sao? Với Na đánh giá là cái lực cung nó yếu như vậy, chỉ cần thị trường xuống đây có lực cầu vào, đó là bước đầu tiên. Thứ hai, thị trường cân bằng thì đúng là đã có 4 phiên cân bằng quanh vùng nền này, đúng không các bạn? 4 phiên cân bằng quanh nền. Rồi sau đó trong nền có cổ nổ lên hay không? Có, đúng không anh chị em? Này anh chị em sẽ thấy này, trong thị trường đó, trong thị trường cân bằng nó sẽ có các cổ đi lên trước, thì tín hiệu này xuất hiện chúng ta vẫn nên sẽ về được bên trên. Thì anh em sẽ thấy rằng là trong nền này có rất nhiều cổ phiếu nổ lên mà chúng ta đã trao đổi với nhau trong nhiều phiên trước, đó là HCM, đúng không các bạn? Đó là HCM, đó là PET, đó là rất nhiều những cổ phiếu khác nữa mà nó không muốn nhắc tên nữa, nó quá nhiều và anh chị em ở đây đều biết. HAH này kia cũng vậy. Thì rõ ràng đó là nó đang đi đúng cái kế hoạch của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay là một cái phiên tăng điểm. Và chính thức Verni nó cũng đã quay lại những cái mốc 1117, là gần như y chang cái kịch bản chúng ta đã nêu ra với nhau rồi. Thì bây giờ không còn gì để nói với nhau nữa. Và ở trong video này em xin phép nhấn mạnh vào một số những cái vấn đề mà là sai lầm lớn của những anh chị em nhà đầu tư của chúng ta trong những cái giai đoạn này, làm cho anh chị em chúng ta đánh không nổi các bạn. Với một cái thị trường như thế này mà nhiều anh chị em của chúng ta khóc thét, nó còn tàn tạ, nó còn mệt mỏi hơn là một cái thị trường nó đánh gọi là đánh downtrend. Bởi vì ví dụ như là một thị trường downtrend các bạn chỉ cần ngồi ngoài là được. Nhưng bây giờ thị trường nó không rơi, mà nó là một cái thị trường gần như là biến động rất hẹp, và làm cho nhiều nhà đầu tư chúng ta cắn đầu cắn óc, chúng ta suy nghĩ nhưng chúng ta vẫn nghĩ không có ra. Vậy thì ở đây sẽ cố gắng chia sẻ cho anh chị em về một tí những cái kiến thức để anh chị em của chúng ta có thể là nâng cao cái khả năng của mình lên, để có những cái sai lầm trước đây Na cũng đã từng mắc phải thì anh chị em của chúng ta có thể là thay đổi một chút. Và anh chị em nào nếu thấy cái video của Na hay, nhớ để lại cho Na một nút like, đồng thời đó là các bạn có thể chia sẻ cái video này để nhiều anh chị em khác chúng ta có thể là rút ra được cái bài học kinh nghiệm. Đồng thời anh chị em nhớ nhấn cho Na một nút follow để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Còn các bạn nào mà chúng ta muốn về hệ thống để đồng hành trong room VIP thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý của bên Na anh chị em nhé.
Đầu tiên chúng ta nhìn lại về cái mặt chiến lược của chúng ta trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta sẽ thấy đây. Thì thật ra chúng ta nhìn lại view một chút giai đoạn vừa qua, tại sao mà mặc dù là một cái giai đoạn thị trường nó cũng không có đau nhưng tại sao nhiều người mệt mỏi như vậy? Bởi vì đơn giản, thị trường đánh nhảy sạp. Cái này là chúng ta đã gọi đi cùng nhau và nhiều bạn chắc cũng mắc cười với chiến lược này của Na lắm, đó là vấn đề nhảy sạp ta đổi xi măng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái biến động của vấn đề đây nó lên lên xuống xuống rất nhanh. Nó y chang như cái quá trình ta đi nhảy sạp vậy đó. Tức là nó lên xuống rất nhanh và cái khoảng cách nó rất là bé các bạn. Các bạn giờ đây ở đây lên được một cái bùng nổ, xìu về tết cung cho cái bô, tiếp tục kéo lên trên, đập về một cái sàn, đập về cây sàn xong lại bắt đầu kéo lên. Biên thị trường đâu đó khoảng có 50 điểm thôi và các cổ phiếu biến động trong biên từ 5 đến 10% là hết. Vậy thì với một cái thị trường mà nó biến động như vậy, nhiều anh chị em đó là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ giỏi để có thể nhảy nhót theo thị trường, nhưng thật ra không. Tức là nếu mà các bạn nhảy sạp á, mà các bạn nhảy đúng nhịp thì ok chúng ta nhảy rất dễ. Nhưng nếu như chỉ cần các bạn lệch một nhịp thôi là bỗng nhiên mình đơ. Đúng không? Bỗng nhiên mình đơ. Ví dụ ở đây nè, nhiều anh chị em của chúng ta cược cái gì? Cược thị trường sập. Thế là các bạn làm gì? Thế là các bạn có một cái trạng thái đó là chúng ta bán ra. Bán ra hết. Xong rồi sau đó thị trường xác nhận ở đây một cái, anh chị em bắt buộc phải đua vô. Đua vô ở đây nó cho một cái quả bô về và tất cả những anh chị em nào mua ở trên đây đều phải cắt lỗ. Thế đây Na có cho các bạn một cái chiến lược từ trước rồi, đó là chúng ta sẽ đi mua nền đây. Thành ra khi nó lên trên đây nó vòng về, Na quyết định luôn mình sẽ không bán. Bởi vì lời lãi được bao nhiêu? Lời lãi được bao nhiêu mà khi nó xả về gần như đó là gần như chả lãi được đồng nào các bạn. Không lãi được, thì bây giờ chẳng lẽ mình bán ra? Na nói là không. Bởi vì vị thế của Na, Na nói một câu trên cái livestream nó rất nhiều, đó là vị thế của tôi bây giờ tốt nhất thị trường rồi. Nếu bây giờ tôi còn thua, cả thị trường này thua. Nên với một cái vị thế như thế, những cái gọi là những cái điểm mua nào mà không chạm lỗ, Na nhất quyết Na không bán ra. Được không? Đó thì đó là cái chiến lược thời gian vừa qua chúng ta đã làm với nhau. Vừa trong một cái thị trường nó biến động nó quá hẹp như vậy mà anh chị em nhảy loạn cả xạ lên thì đương nhiên chắc chắn anh chị em sẽ thua lỗ. Được không? Nó cứ cắt cắt máu dần dần của các bạn đó. Ví dụ trong downtrend nó làm cho bạn cháy tài khoản, nhưng trong một thị trường sideways này nó sẽ bào tài khoản của bạn. Và mỗi ngày bào một tí, bào một tí, bào một tí. Có rất nhiều người chỉ nguyên cái vùng này thôi là liên tục 5 lần cắt lỗ full tài khoản. Đó là mua full lần này cắt lỗ, mua full lần này cắt lỗ, mua full lần này cắt lỗ. Anh chị em để ý nè, mua full lần này chả cắt lỗ. Cắt lỗ xong kéo lên trên, cắt lỗ lần nữa. Kéo lên trên, cắt lỗ lần nữa. Mua lên trên, cắt lỗ lần nữa. Liên tục cắt lỗ luôn. Thì như thế cái nó bào mòn tinh thần anh chị em cực kỳ nhiều. Nên Na với nói một cái chiến lược chúng ta đã đi cùng nhau khá hay, đó là đi mua nền. Sau đó là chúng ta đổ xi măng. Đó bởi vì đoạn vừa rồi nó lên không được bao nhiêu hết. Và chốt lại cũng chốt lại không kịp nữa. Chứ đừng nói là nhảy nhảy cái gì các bạn. Nên là với em suy nghĩ rằng là nếu mà các bạn nhảy nhót không được thì tốt nhất là anh em đóng xi măng. Đúng không? Là ổn nhất trong giai đoạn vừa qua. Tiếp tục sau đó là anh chị em sẽ thấy một cái vấn đề, đó là gần như các bạn bị sợ hãi quá. Các bạn đang run cầm cập. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhảy nhót qua lại nhiều lần và nó sai. Thành ra bây giờ chúng ta không dám nhảy nữa. Đôi chúng ta không dám lại bước vô luôn, chứ đừng nói đến những việc nhảy. Thành ra nhiều anh chị em chúng ta là chim sợ cảnh cong. Nói thẳng là như vậy. Và các bạn sẽ thấy một cái vấn đề như này, đó là cái khối ngoại bữa giờ nó bán ròng. Em cũng phải đồng ý với bạn, khối ngoại nó bán cực kỳ ghê. Ngày nào nó bán, đúng không anh chị em? Bán hoài luôn anh chị em. Nó bán kinh thiên động địa luôn, nó làm cho tâm lý của anh chị em nhà đầu tư nhà chúng ta mệt. Mệt cực kỳ, đó là một cái lượng cung mà, rõ ràng đó là lượng cung. Và khi mà anh chị em chúng ta thấy được là ok, cái lượng cung đó mà trong uptrend á, không ai nói gì đâu. Nhưng mà khi thị trường nó mệt mệt, khi thị trường đi sideways các bạn không có biên lợi nhuận, là lúc nào các bạn cũng chăm chăm nhìn vào cái khối ngoại đó, ngày hôm nay có bán không, bán nhiều bán ít, để chúng ta đưa ra quyết định đầu tư. Nhưng thực tế nó đâu phải là cái vấn đề quan trọng. Anh chị em nào xem những cái buổi live của em thì chúng ta sẽ biết một cái vấn đề mà em đã chia sẻ cho các bạn trong những cái video mà em có livestream, hình như em nhớ là video này nè. Em nói một cái vấn đề, đó là nếu như mà cái khối ngoại, đúng không các bạn, cái khối ngoại nó bán ra mà nó bán mạnh như vậy, vậy tại sao thị trường nó không giảm mạnh? Đúng các bạn? Các bạn phải để ý cái vấn đề đó chứ. Là nếu mà thị trường khối ngoại nó bán nhiều như vậy mà tại sao thị trường không lăn sàn đi? Thị trường không giảm trăm điểm đi mà cả một cái thời gian bán ròng như vậy thị trường nó không giảm nhiều. Cái lượng cung ở đây nó rất bé, bởi vì sao? Bởi vì thông qua cái việc đó là biên giảm của các cổ phiếu nó rất là ít. Cộng thêm yếu tố gần như nó đạp trụ rất nhiều để nó giảm xuống. Đúng không? Chứ còn những cái con cổ phiếu em miêu tả cho bạn xem nè, để em ghim lại ở đây nè. Em khóa cái con trỏ lại cho anh chị em xem từ những cái ngày này. Đúng không? Là các bạn nhìn thử con SHS coi, có giảm nữa không? Không giảm. Đất xanh coi, giảm không? Không giảm nữa. Vậy thì rõ ràng thực tế rất là nhiều anh chị em chúng ta cứ nhìn vào khối ngoại thôi, chứ chúng ta không thể để ý yếu tố thực sự trên thị trường nó đang làm cái gì. Chúng ta chỉ nhìn mỗi cái vấn đề thôi, xấu quá, mệt quá, 3 tuần đi ngoan chán mà mệt mỏi, bỏ, không đánh nữa. Nhiều anh chị em chắc chắn như vậy. Và khi mà các bạn bị như vậy, các bạn bị thêm cái đó là chúng ta không tập trung. Nên chúng ta đâu ra nhìn được cái cơ hội các bạn. Chúng ta không thấy cơ hội ở đâu cả, mệt mỏi thế bỏ. Cuối năm rồi bỏ. Thì ra em nói bạn, nếu mà các bạn cảm thấy bận, không thể đánh được, chúng ta nên như vậy. Bởi vì giai đoạn này thì để kêu quá sóng thì nó chưa. Thế em nói thẳng với Room VIP luôn, nếu bạn nào cảm thấy bận quá, mệt quá, bỏ luôn cho em. Chứ đừng có cái trạng thái đó là chúng ta kiểu như là thôi đoạn này thấy thị trường chán bỏ, xong khi nó kéo lên trên lại nhảy vô đua.
Bởi vì nhảy vô đuôi là lại ăn bô các bạn. Đúng không chị em? Là lại ăn bô tiếp tục này. Đó là chim lợn nhiều quá. Nhờ trên thị trường các bạn sẽ thấy chim lợn ở mọi nơi. Người hô 700, người hô 900, người hô thị trường này sập, người hô thế này thế kia. Các kiểu hô vườn đi giống shiny. Đủ kiểu để loại hết. Thành ra là tâm lý của anh chị em đã sợ rồi, bởi vì không kiếm được tiền. Thêm thẳng khối ngoại bán, thêm rất nhiều ông chim lợn trên thị trường. Thành ra tâm lý của anh chị em cực kỳ yếu. Nên là thôi anh chị em không mua luôn. Nhưng mà Na có nói cái điều gì với các bạn? Đó là thị trường hiện tại để kêu có sóng chưa? Không có. Giờ không có sóng, không có dòng leader, không có một cái thị trường uptrend. Thành ra thị trường nó bị yếu, thị trường đánh trong biên rồi. Vậy thì cách tốt nhất để anh chị em có thể tham gia ra mua nền. Nhưng mà khi trong cái vùng nền này nói các bạn mua các bạn sợ. Các bạn thế này thế kia, các bạn cảm thấy là thôi thị trường này gãy. Đúng không các bạn? Cảm thấy là thị trường này gãy. Nhưng mà Na nói dứt khoát với anh chị em luôn nè. Na đã gọi là gần như thuyết phục anh chị em rất nhiều lần mà không biết anh chị em như thế nào thôi. Đó là ở đây nè. Vâng, đây là ngày 21 các bạn nha. 21 là cái ngày ở đâu nhỉ? Cái này là Na nói sau á, bởi vì Na phát hiện một tín hiệu là khi Na cho các bạn trong room VIP mua, anh chị em không mua. Na không mua. Đây nè, ở những cái ngày này Na nói thẳng một cái vấn đề luôn. Đó là sao? Đây để Nam mở lại cho anh chị em xem. Đây nha, đó là vườn ni nó dần ổn hơn rồi. Các cổ tạo cân bằng vôn siêu bé tách cùng dần dần có cổ nổ lên. Dù nổ chưa nhiều, cổ chưa quá mạnh, nhưng nếu cược thì phải cược từ bây giờ. Nếu như các bạn muốn đánh, đúng không? Bây giờ là thị trường nó khó rồi, thị trường mong manh rồi. Nhưng nếu các bạn muốn đánh thì phải đánh ngay từ bây giờ. Đúng không các bạn? Đánh ngay bây giờ chứ mua ở đâu nữa. Bây giờ là thị trường nó đánh sideways biên, thì có phải là xuống biên dưới nó cân bằng vôn bé, không ai bán ra nữa. Cái lượng cung nó bé thì bạn phải mua vào rồi không? Chứ các bạn đợi đến khi nào mua, các bạn đợi thị trường sập à các bạn? Hay là các bạn phải đợi đó là thị trường nổ lên các bạn mới đua vào? Đúng không? Biên thị trường các bạn đã biết bé là 50 điểm thôi, bây giờ nó kéo lên một cây là nó lại lên biên trên. Mà bây giờ anh chị em lại cứ đòi là phải an toàn mới vào, thì bao giờ là an toàn? Không có bao giờ là an toàn cả. Đúng không các bạn? À, đoạn này em phải nói thật bạn là khoai, nhưng mà Na sẽ là người đầu tàu, Na sẽ cố gắng giữ tinh thần cho anh chị em. Nếu muốn kiếm ngay ở đây thì trời chỉ có đánh ngắn thôi, đúng không? Bởi vì bây giờ chưa có sóng thì đánh ngắn. Vậy thì đánh ngắn chỉ có thể đó là mua nền, mua khi mà lượng cung bé, đó mua những cái cây test cung nó đập xuống, nó kéo ngược lên trên, nó tạo cây xanh đó, rồi chúng ta mua. Và mua nền đó để cực nổ lên xong chạy, xong. Thị trường này cái cách ăn duy nhất nó là như vậy. Bởi vì cái cơ hội của thị trường nó mong manh, mà anh chị em lại chúng ta lại không tập trung, chúng ta lại quá sợ, thành ra nó cơ hội nó vụt qua mất. Thì sẽ cực kỳ là mệt cho anh chị em, đúng không? Ở đó thì đôi khi em phải hỏi thật là em không hiểu là các bạn là mua ở đâu luôn á. Bởi vì nếu mà cái chiến lược ngay từ đầu là chúng ta đánh ngắn thì chúng ta phải mua nền, mà nền nó xuất hiện ở đây thì lại không mua. Và đó chính là sai lầm của anh chị em trong thời gian vừa qua, là chúng ta có rất nhiều những cái sai lầm ở đây, là những cái sai lầm nhảy nhót quá nhiều. Xong sau đó chúng ta đã định hướng với nhau, đó là thị trường biên bé thì mua nền cũng không mua. Đến khi mà thị trường bắt đầu kéo lên như ngày hôm nay là bắt đầu rất nhiều người đi hỏi: em ơi mua gì, em ơi mua gì, em ơi mua gì. Thì thành ra nhiều cổ phiếu nó đã tăng rồi. Và các bạn để ý những cổ phiếu nó khỏe nó thường tăng trước, chỉ còn lại những cái cổ phiếu nó yếu hơn nó sẽ tăng sau. Các bạn sẽ thấy những con cổ phiếu khỏe trong thời gian vừa qua tăng hết rồi. Thép thủng tăng chưa, đúng không? Tăng hết rồi các bạn, rất nhiều dòng nó tăng rồi. Thành ra nhiều anh chị em chúng ta sẽ bị lỡ. Và lỡ khi mà thị trường nó kéo lên bên trên lại gặp kháng cự ở đây, thì chẳng lẽ Na lại kêu các bạn là vô đây múc đi? Thế nó sẽ bị dở. Anh chị em đồng ý rằng là cái cơ hội trên thị trường nó vẫn còn, thì tí Na sẽ chia sẻ cho anh chị em. Nhưng mà rõ ràng các bạn đã bị lỡ nhịp. Rõ ràng đã bị lỡ nhịp luôn. Và gần như nếu các bạn không quyết liệt trong giai đoạn này thì làm sao các bạn mua bán được? Thị trường này rất khó. Ví dụ thị trường vào uptrend này em còn du di cho bạn được, không mua hôm nay mua ngày mai. Nhưng trong thị trường này mà các bạn muốn thắng thì chỉ cần phải có cái sự quyết liệt nó rất là cao mới làm được. Chứ bị anh em cứ lửng lơ sao mua bán được anh em ha. Nên là đó là cái bài học rút ra trong giai đoạn gần đây, để anh chị em lưu ý là trong những cái thị trường là sideways, những thị trường đi ngang không rõ xu hướng, thời gian sau các bạn có thể đánh. Đây là chiến lược duy nhất. À, và chúng ta nhìn lại một cái chiến lược lớn chúng ta đã đi cùng nhau trong những khoảng thời gian vừa qua, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã tính toán rất kỹ cho thị trường để có thể có được những chiến lược này. Một, đó là cái tổng vốn đi từ 30-70% nát cho em. Đúng không? Là chúng ta cứ đi như thế, tại sao không đi full? Thế bạn sẽ thấy giai đoạn này các bạn trần một nhịp là sẽ cắt lỗ. Không có nhiều cơ hội thì mỏng. Ví dụ như là lợi nhuận nó là 2 thì rủi ro nó là 1. Bởi vì lợi nhuận các bạn có thể ăn được 10-15%, nhưng mà rủi ro của các bạn nó là phải 70%. Có phải là lợi nhuận 2 mà cái rủi ro 1 không? Thậm chí nó là 1-1 nữa đó. Còn khi nào thị trường có cơ hội lớn là khi thị trường phải có sóng, như chúng ta đánh sóng chứng khoán từ những thời điểm ở đây nè. Chúng ta ăn được những cái con cổ phiếu nhân đôi lên đến đây nè, đúng không? Sóng chứng khoán thì khi đó mới là cái cơ hội nó là 10, cái rủi ro nó là 1. Thì khi đó các bạn mới cần on-in. Còn không, giai đoạn khó như này mà các bạn on-in rất dễ bị bảo nếu như các bạn chật nhịp. Nên thành ra nó không khuyến nghị các bạn cần phải on-in. Và đoạn này nếu muốn đánh thì đánh 30-70% hàng. Tùy giai đoạn ha. Khi mà chúng ta cảm thấy cơ hội chúng ta đẩy nắp lên, khi nào cảm thấy rủi ro đạp nắp xuống. Và ví dụ như là đi vốn linh hoạt như thế nào. Một phần nắm giữ cố định, phần này em cược sóng. Được không các bạn? Và cái phần còn lại đó là chúng ta đánh ngắn linh hoạt. Và khi chúng ta cầm những cái phần hàng này này, các bạn phải dám chấp nhận nó điều chỉnh.
Được không? Để làm gì? Để nếu như thị trường thực sự có sóng trong đầu năm sau. Và thật ra với Na, Na kỳ vọng thị trường có sóng trong đầu năm sau. Nên bạn nào chúng ta muốn chuẩn bị cho cái sóng tới thật là kỹ càng thì bạn liên hệ với trợ lý ngay để chuyển về cùng đồng hành với Na trong cái con sóng tới. Được không anh chị em? Còn một phần cố định này thì chúng ta phải chấp nhận được câu chuyện là thị trường nó có lên, có xuống, có chỉnh, nó vẫn phải cầm để chúng ta có một vị thế đẹp, chúng ta chuẩn bị, chúng ta nắm giữ cho một cái con sóng lớn. Đây là chúng ta đang cược. Tiếp theo đó là một phần để chúng ta đánh ngắn. Tại sao cần phải một phần đánh ngắn? Bởi vì thị trường biên rất bé, rất dễ ra lên bên trên đập về bên dưới và không phải dòng nào cũng có khả năng tạo sóng. Do đó chúng ta sẽ chia ra làm hai phần như này để chúng ta vừa có thể là cược lớn, vừa trong ngắn hạn chúng ta có biên lợi nhuận đem về, thì khi đó chúng ta sẽ đỡ cảm thấy mệt mỏi với thị trường. Đúng không anh chị em? Đó là cái chiến lược chúng ta đã nêu ra với nhau trong thời gian vừa qua và các bạn sẽ thấy nó rất là hữu ích cho những anh chị em nào chúng ta vừa muốn đánh lớn mà chúng ta vừa muốn đó là đỡ áp lực tâm lý trong ngắn hạn. Đó là chiến lược chúng ta đã nêu ra với nhau. Còn với thị trường hiện tại thì em đánh giá là chúng ta vẫn hãy giữ chiến lược đó. Được không? Và rất dễ rằng là em phải nói thật bạn là thị trường nó kéo tí nữa là em có thể chốt hàng. Đúng không? Các cổ phiếu đã kéo đạt target là em chuẩn bị chốt hàng rồi. Nên đôi khi là bây giờ các bạn hỏi mua thì thật ra vẫn có, nhưng nó sẽ là những cái cổ phiếu nó lên sau. Và bây giờ thì Na cũng sẽ chia sẻ cho bạn một tí cái cơ hội trên thị trường này. Được không các bạn? Bởi vì ngày hôm nay các bạn sẽ thấy rằng là cái tín hiệu, mặc dù cái thanh khoản ngày hôm nay không quá lớn, nhưng nhiều cổ phiếu của chúng ta nó đã bắt đầu có những tín hiệu nó tốt, nó bật lên. Ví dụ những cái con như là Dick nè, hay là như siêu cổ em từng nói bạn đó là BDR, hay ngày hôm nay có một con đó con Nam Long. Sáng hôm nay trong room VIP thì em có nhắn một cái câu đó là Nam Long quá đẹp để bật rồi bạn. Được không? Em mở chat VIP em mở cho anh chị em luôn. Được không? Nam Long nè các bạn. NLG nè. Đây. Mấy con Nam Long Tết cung đẹp xỉu rồi. Anh lái không đánh thì đúng phí đời. Bởi vì em thấy nó quá đẹp rồi các bạn. Nó không còn gì để gọi là không đánh nữa. Nó quá đẹp ở đây rồi thì em mới nói là không đánh là phí đời. Thì đúng là ngày hôm nay Nam Long đánh. Được không? Còn ngày hôm qua thì em cũng đã có, hôm thứ sáu em có mua con HNG. Ngày hôm nay đóng cửa không đẹp nhưng không phải vấn đề. Được không? Cái quan trọng chúng ta thấy được là tiền đã vào rồi. Và những cổ phiếu này em có kêu bạn mua đuổi không? Không. Sáng nay nhắn vô cộng đồng luôn, đó là thị trường này không thể mua đuổi được. Đúng không? Phải mua nền chứ. Giờ chiến lược đã mua nền, các bạn đi mua những con đuổi lên, nó gặp bên trên nó bị xả về là quá bình thường. Các bạn nhìn thấy những con như Nam Kim này, thì với những cái dòng như là dòng thép, em nói luôn, những cái cổ phiếu như dòng thép á, thì có thể đó là tạm thời này, nó gặp áp lực ngắn hạn ha, gặp áp lực ngắn hạn, nhưng mà để kêu xung lực nó lớn hoặc lớn. Vậy thì với những bạn nào đánh T cộng thì các bạn có thể thoải mái chốt lãi khi nó lên. Nhưng với em thì với dòng thép thì em cược để cược sóng. Tức là em cược dòng thép với một cái tầm nhìn lớn, em chấp nhận khi nào lỗ em cắt, chứ em không chấp nhận lãi 5-7% em bán. Riêng với dòng thép là như vậy, như em nói là hiện tại thị trường chưa có leader đâu và thép cũng chưa phải leader. Bởi vì thép khả năng cao sẽ đi vô tích lũy một thời gian nữa mới có thể lên được. Mới thể lên gọi là vô sóng nha, còn lên 5-3% khỏi nói với nhau. Đó với dòng thép, nên dòng thép là một cái dòng xung lực rất mạnh. Và em sẽ chia sẻ bạn một tí cái cơ hội nếu như các bạn hiện tại không có hàng luôn. Thì em phải nói thật, đó là thị trường dù sao các bạn nó lên như này các bạn đã đang lỡ nhìn một chút rồi. Nhưng không thể nào các bạn tay trắng đúng không? Thì đương nhiên các bạn vô sau bạn phải chấp nhận đó là rủi ro mình cao hơn, cái giá vốn mình cao hơn. Tất cả mọi thứ mình phải thua thiệt với người ta. Chứ không thể nào đòi đó vô sau mà cái lợi nhuận nó như người trước hoặc là cái cơ hội như người trước. Thì em chỉ cho bạn đó là những cái dòng nó chưa lên đó. Những cái dòng ngày hôm nay mà nó vẫn ở nền, thanh khoản nó thấp và nó tạo tết cung trên thị trường là rất nhiều. Nhưng em sẽ không phím thẳng cho anh chị em mà anh chị em để ý giúp em. Đó là hai cái dòng ví dụ như là đầu tư công hoặc là bọn phân đạm hoặc là một số dòng khác hoặc một vài cổ phiếu khác nó đang ở nền dưới. Thanh khoản kiệt ngày hôm nay đóng cửa cao nhất phiên. Thật ra ngày hôm nay mua là đẹp nhất. Đúng không? Nếu muốn mua muộn ngày hôm nay cũng nên mua. Nhưng mà các bạn lỡ luôn rồi. Đó thì anh em thích thì mua sớm một tí, đúng không? Ngày mai mua sớm một tí. Đúng không? Để chúng ta có hàng. Đó thì bạn nào chấp nhận thì chúng ta tham gia kiểu đó thôi. Anh em để ý một chút những cổ phiếu như thế, còn những cổ phiếu nó lên rồi thì anh em bỏ đi. Còn giờ thì Na sẽ đi qua gọi là sơ lược về một số dòng để thép vừa nói rồi. Ngoài ra có chứng khoán đi, thì có một cái con gọi là HCM thì bữa Na có mua ở quanh giá này nè, quanh giá mở cửa này các bạn, thì hiện tại Na có chốt lại phần 2 rồi, bởi vì nó đạt rồi. Và thêm yếu tố đó là bị hoãn cái KRX á. Thì nhìn chung khi mà đánh ngắn á, Na rất đơn giản đó là mình có lời mình chốt. Chứ mình không nhất thiết là mình phải gọi là đạt target, không phải nhất thiết là mình phải đạt đến cái vùng đỉnh mình mới chốt, bởi vì mình không thể nào biết chắc chắn là cái đỉnh trong ngắn hạn ở đâu đâu, chuyện đó rất khó. Nên là đạt target thì Na chốt lên kháng cự, Na chốt ở đây, Na có chốt 1/2 con HCM rồi, đợi thêm lên nữa Na sẽ chốt hết. Đối với HCM và với dòng chứng khoán Na nói chung luôn là Na sẽ ưu tiên chuẩn bị đi chốt lãi này. Không phải là cái câu chuyện để Na múc vào nữa. Bởi vì riêng với dòng chứng khoán thì dù sao á, ví dụ ở đây này, thật ra nó vẫn đẹp nha. VCI này cũng test lần 1 lên test lần 2 này, nhìn rất đẹp này. Nhưng mà nó bị một cái thôi, đó là nhiều cổ phiếu trong dòng á, nó hơi cắm và thanh khoản nó ví dụ như SSS ở đây hơi to tí này, thì gọi là không quá thích để chúng ta có một hẻm một thêm.
mà Na sẽ cầm một phần hàng còn lại đó để Na phiêu du giang hồ. Tức là bây giờ Na đã chốt một phần hai rồi, thì một phần hai còn lại Na có thể là cho nó tới bến, tức là Na đặt target cao hơn cho những cổ phiếu đó. Ví dụ như SHS không kháng cự đâu, chính là ở đây. Thì anh chị em cứ để ý là với những dòng như chứng khoán thì Na không kỳ vọng lớn, bởi vì nó cần phải tích lũy lại. Bọn này bị bán tháo bên đây khá là lớn đó, thành ra nó sẽ cần thời gian anh chị em ạ. Ngoài ra thì với những cổ phiếu của dòng bất động sản đi, Na nói thật bạn là con đích này Na cầm trường kỳ kháng chiến. Các bạn biết Na mua từ những thời điểm bên đây, sau đó là Na đánh gia tăng nền này, đúng không các bạn? Bởi vì Na có bán một phần trên đây, Na mua gia tăng lại ở nền này. Nền này Na cầm qua cái cú gãy này luôn. Cầm qua cú gãy này thì đến hiện tại nó lại lên lại cái giá trên đây rồi. Đấy, thì với những cổ phiếu như đích thì bây giờ không mua được nữa, bởi vì nó lên rồi. À, bây giờ chỉ canh những điểm chốt lời ngắn hạn thôi. Còn Na sẽ cầm một phần của đích để Na cược sóng một phần, còn một phần nào đó thì Na sẽ đánh ngắn. Thì đầu tiên target đầu tiên của đích là trên đây. À, còn tiếp tục ở đâu nữa? Trên đây 28. Hai vùng đó các bạn phải chia ra chốt lãi tùy ý. À, đúng không? Còn ví dụ với PDR thì Na nói luôn đây là một cái cổ phiếu Na sẽ không đánh tới cộng. Nếu thực sự con BDR nó nổ được ở đây, Na sẽ không đánh tới cộng với nó. Bởi vì đây sẽ là siêu cổ trong thời gian tới. Bốn cổ phiếu Na chia sẻ với bạn là siêu cổ, nó nổ lên nó sẽ thành siêu cổ. Nên anh em đừng quên bốn cổ phiếu đó. Và anh chị em nào nhớ về bốn cổ phiếu đó, nhớ để lại cho Na một comment là bốn cổ phiếu, tên bốn cổ phiếu đó ra ha. Bởi vì cái kênh này là gần như là cái kênh duy nhất cho bạn được bốn cổ phiếu đó. Và gần như Na nói luôn là những cổ phiếu đó đang là top 1 thị trường này rồi. Để nói về cái tính thanh khoản nó có nha, chứ còn nhiều cổ phiếu penny không có thanh khoản thì Na không nói đến. Đúng không anh chị em? Và với dòng này thì ví dụ như Nam Long đánh như vậy là khả năng cao liên tiếp nè bạn. Và những cổ phiếu này rất tiềm năng nha, không Na nghĩ rằng là không phải tiềm năng T cộng không đâu, mà nó còn có tiềm năng lớn hơn. Hoặc mặc dù là lên trên đây nó cũng gặp kháng cự, nhưng mà khả năng những cổ phiếu này có tiềm năng lớn là có, bởi vì nó quá đẹp rồi các bạn ha. Anh chị em nào T cộng thì cứ lên những vùng kháng cự trên đây, một là ở đây nè, hai là vùng kháng cự trên đây các bạn có thể chia ra chốt. Còn Na thì với những cổ phiếu này thật sự Na thấy có tiềm năng, bạn nên để lại một phần nào đó để chốt lại xong, để lại một phần nào đó để xem thế nào. Còn những cái con như là đất xanh thì nhìn chung nó đang ở nền, thanh khoản không quá lớn, thì những cổ phiếu này bình thường trung bình với thị trường thôi. Thì có gì anh chị em đợi nó, ví dụ lên lại kháng cự quanh quanh giá 19 chấm mấy, gần 20 trên đây chúng ta chốt một phần, rồi sau đó lên trên đây này, quanh cái gap này này, đó gần 20-21 gì đó, quanh quanh những vùng giá từ khoảng 19.8 đến đâu đó khoảng cái vùng khoảng 21 anh chị em có thể canh chia ra chốt anh chị em ha. Còn nhiều cổ phiếu khác như L14 hôm nay tết cung nè, hay rất nhiều những cổ phiếu khác nè đang đánh rất đẹp, đóng rất đẹp như này thì khả năng nó cho một cái cây tăng là nó quá là tuyệt vời các bạn. Hay những cổ phiếu như Novaland nè anh chị em, đóng cửa như thế này rõ ràng là quá đẹp rồi các bạn, đóng về đóng quá đẹp để có thể sẵn sàng cho một cây nổ rồi, còn lại phụ thuộc vào ý chí của anh tổ chức thôi nhá. Còn ngoài ra có dòng khu công nghiệp thì Na phải nói bạn là quá tuyệt vời, đẹp. Na hiện tại vẫn cầm, Na mua nó lâu lắm rồi, Na có bán đâu thì cứ cầm thôi, bởi vì bây giờ Na mà bán ra các bạn không có lãi, không có lãi thì thôi các bạn, Na cầm. Dòng đó thì Na đưa nó vào cái trạng thái là mình cược sóng luôn đấy. Thì với những cổ phiếu như KBC là quá đẹp, quanh nền này anh em nào thích thì múc. Hay là với những cổ phiếu như SJC, ôi đẹp quá rồi bạn, những con này mà nổ lên vô sóng. IDC nè, IDC cũng sẵn sàng cho cú nổ rồi bạn. Nhìn chung là dòng này Na đánh giá là cao, đánh giá cao dòng này, không chỉ cho câu chuyện ngắn hạn mà cho câu chuyện lớn luôn, ở năm sau luôn là Na rất kỳ vọng ha. Còn ngoài ra thì ví dụ với những cổ phiếu như dòng dầu khí đi, thì bữa nay đã nói là nhìn nó cũng xinh lắm rồi, đúng không? Ví dụ những cổ phiếu như BR là xem thử là nhìn chung có test cung, test hai lần đáy hướng lên bạn, quá đẹp. Ngày mai cho cây nổ đi chứ làm gì nữa, đúng không anh em? Ví dụ như là ngày mai các cổ phiếu mà nó vẫn còn quanh tham chiếu mới ra anh em mua được, nếu nó mở gap to quá thì Na cũng chả dám tư vấn nữa anh em nhá. Tiếp tục đi, BVD thì hướng lên thế này hết thì mua rồi, nó đã kéo quá xa so với nền rồi các bạn, thì với những cổ phiếu này thì các bạn cầm đi, đúng không? Hay là con BVS Na xem thử, bởi vì BVS cũng là một cổ phiếu khá là ok. Nhưng BVS ngày hôm nay bị trả về hả? BVS ngày hôm nay trả về, còn có BVD giữ được thôi, nhưng mà nhìn chung trả về chưa có gì ghê gớm lắm, đúng không? Nó có gap ở đây để xem ngày mai làm gì, thanh khoản bé lắm nên là nhìn chung vẫn an toàn. Những cổ phiếu này Na đánh giá an toàn. Và những cổ phiếu dầu khí cũng là những cổ phiếu tiềm năng, bởi vì sao? Bởi vì nó rất gần cái đỉnh thời đại, nó vượt đây phát là vượt đỉnh thời đại bạn, nên những cổ phiếu này nó cần gọi là có dòng tiền và quyết liệt hơn. Khi nào có dòng tiền vào chúng ta tính, còn nếu như là nó cứ lời xề như này á thì anh em đánh T cộng trước cái đã. Khi nào mà nó nổ được một cây thanh khoản cực đại vô thì bạn sẽ biết nó vô sóng. Còn hiện tại thì nó cũng hơi giật nhẹ một tí ha, nhưng mà về nhìn là nó ok. Còn ngoài ra trên thị trường có rất nhiều cổ phiếu nó tăng lên, DGW này hoặc là rất nhiều dòng khác, thì anh em để ý giúp Na một điều, trên thị trường này hiện tại thị trường chưa có sóng. Như Na kỳ vọng đầu cái năm sau sẽ có sóng, tức là cái quý 1 Na kỳ vọng thị trường sẽ có sóng ở đó, thì đó sẽ là nơi mà kiếm tiền chính của chúng ta, chứ không phải giai đoạn này. Giai đoạn này thì chủ đạo đánh ngắn, đánh để tồn tại, đánh để tìm kiếm cơ hội, đánh để gọi là quan sát thị trường chứ không bị bỏ lơ. Chứ còn giai đoạn kiếm tiền chính mà để đòi nhân đôi tài khoản đó, không phải giai đoạn này đâu. Giai đoạn này đánh cực kỳ chua, thì các bạn phải săn được cái giai đoạn mà nó vô sóng đánh mới được. Giống như giai đoạn ở đây chúng ta săn với nhau này, trải qua bao nhiêu khó khăn ở những vùng này, khi người ta hô trước Tết sập, chúng ta đánh HHV ở đây này, sau đó là người ta hô phân phối, chúng ta đi đánh nhầm chứng khoán ở những vùng này, người ta hô là
Banh bị phá sản, chúng ta đánh tiếp dòng chứng khoán đây này các bạn. Thì với một cái thị trường như thế, khi mà nó đầy rẫy rủi ro, khi mà ai nghi ngờ lẫn nhau lên chửi bới tùm lum, đó may ra mới là cơ hội. Nên nó là may ra, đúng không? Còn mọi thứ tương lai thì chúng ta vẫn phải xem xét về vấn đề thị trường. Nhưng mà mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ tìm được một người đồng hành view cho chúng ta một cách gọi là để cho bạn đi cho nó hòa thuận thị trường. Đôi khi chúng ta đi chạch nhịp quá nó cũng hơi dở anh chị em ạ. Thì đầu năm sau là đánh giá sẽ là một câu chuyện tiềm năng. Còn trong ngắn hạn thì rõ ràng thị trường đang lên. Đúng cái view nó nhận định rồi là không nói nhiều nữa. Chúc anh chị em của chúng ta sẽ có một cái phiên tăng giá tiếp tục vào ngày mai để thị trường có thể là chinh phục được những cái đỉnh cao mới. Bởi vì mốc 1130 ở đây mãi mà chưa lên được. Đúng không? Thì kỳ vọng là ngày mai thì nhiều cổ phiếu mid cap sẽ nổi lên được chứ không chỉ có cổ phiếu trụ như ngày hôm nay, để cho chúng ta có một cái biên lợi nhuận đủ tốt chúng ta đánh T cộng và chúng ta out bớt. Còn cái phần đánh cố định một vài cổ phiếu mà năng cược sóng nó vẫn sẽ giữ lại như kế hoạch nhá. Không phải là con nhìn lên hạm chốt. Rồi cảm ơn anh chị em. Và các bạn nào cảm thấy phù hợp, các bạn có thể liên hệ với trợ lý để về đồng hành cùng Na. Chào tất cả anh chị em và chúc các bạn sẽ có một ngày Noel thật là vui vẻ. Chào mọi người.